ta cùng với nhau mình nhịp cái bước. Dạ. Xin mời cả nhà chúng ta xem xét hai bàn chân lại với nhau. Mình nhịp hai đầu gối xuống sàn, hợp với lại hơi thở. Mình hít thở đều. Xin mời cả nhà chúng ta xếp xác hai bàn chân lại với nhau. Đặt ý ngay tại lưng cơ khớp háng. Trong quá trình chúng ta nhịp cánh bước á, xin mời cả nhà chúng ta phối hợp mình thẳng lưng lên. Phối hợp với lại hơi thở. Mình hít thở đều. Để rồi, tiếp theo, xin mời cả nhà chúng ta đặt hai tay lên hai đầu gối. Mình nhấn sát hai đầu gối xuống sàn, phối hợp chúng ta thẳng lưng lên. Rồi mình giữ trong vòng 10 tiếng đếm. Cứ mỗi một tiếng đếm là cả nhà chúng ta nhấn hai đầu gối sát xuống đất nữa một chút nha cả nhà. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Thôi, xin mời cả nhà chúng ta thả lỏng. Tiếp theo, xin mời cả nhà chúng ta chuyển qua, mình sẽ phối hợp chúng ta gỗ thông kinh lạc. Xin mời cả nhà chúng ta bổ mặt ngoài của cánh tay. Xin lỗi bạn, ông thông cảm, cảm ơn bạn, tôi yêu bạn. Xin lỗi bạn, non thông cảm, cảm ơn bạn, tôi yêu bạn. Xin lỗi bạn, mong thông cảm, cảm ơn bạn, tôi yêu bạn. Xin lỗi bạn, mong thông cảm, ơn bạn. Tiếp tục, xin mời cả nhà chúng ta chuyển qua, mình bỏ mặt ngoài để tay lên kia. Phối hợp chúng ta giữ đều nhịp thở, hít thở đều. Xin lỗi bạn, mong thông cảm, tôi yêu bạn. Xin lỗi bạn, mong thông cảm, cảm ơn bạn, tôi yêu bạn. Xin lỗi bạn, mong thông cảm, xin lỗi bạn, mong thông cảm, tôi yêu bạn. Tiếp theo, xin mời cả nhà chúng ta chuyển qua mình vỗ mặt trong của cánh tay. Tôi yêu bạn, mong thông cảm, xin lỗi bạn. Cảm ơn bạn, tôi yêu bạn. Rồi, tiếp theo, xin mời cả nhà chúng ta chuyển qua, mình vỗ mặt trong cánh tay bên kia nha cả nhà. Xin mời cả nhà chúng ta bắt đầu. Thuận lợi á, chúng ta vừa vỗ thông kinh lạc, cả nhà phối hợp đọc thêm câu khẩu quyết nữa nha cả nhà. Phong thông cảm, cảm ơn bạn, tôi yêu bạn. Xin lỗi bạn, phong thông cảm, cảm ơn bạn, tôi yêu bạn. Dạ rồi, thôi. Tiếp theo, xin mời cả nhà chúng ta chuyển qua, mình sẽ bổ mặt ngoài của chân. Xin mời cả nhà chúng ta bắt đầu. Cùng ông cảm ơn bạn, tôi yêu bạn. Ông thông cảm ơn bạn, tôi yêu bạn. Xin lỗi bạn, ông thông cảm, tôi yêu bạn. Rồi, tiếp tục, xin mời cả nhà chúng ta chuyển qua, mình đổ mặt trong cái chân.
Nói bạn không không tôi xin bạn xin lỗi bạn xin thông cảm tôi yêu bạn xin lỗi bạn không không cảm tôi yêu bạn xin lỗi bạn không không cảm. Dạ rồi thôi. Tiếp theo, xin mời cả nhà chúng ta chuyển qua. Mình sẽ phối hợp chúng ta massage hồi xuân. Xin mời cả nhà chúng ta xoa nóng hai lòng bàn tay lên. Rồi, đầu tiên, xin mời cả nhà chúng ta bước đầu 36 lần. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Cả nhà tập rất tốt đó cả nhà. Tiếp tục, xin mời cả nhà chúng ta xoa nóng hai bàn tay lên. Tiếp theo, xin mời cả nhà chúng ta vuốt mặt 36 lần. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Tiếp tục, xin mời cả nhà chúng ta xoa nóng hai tay lên. Tiếp theo, xin mời cả nhà chúng ta làm ấm dùng mắt. Lần thứ nhất. Tiếp tục, xoa nóng hai tay lên. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Lần thứ tư. Lần thứ năm. Lần thứ sáu. Tiếp tục xin mời cả nhà xoa nóng hai tay lên. Chúng ta lấy hai ngón trỏ mình vuốt qua hốc mắt nha cả nhà. 36 lần. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Dạ rồi, thôi. Tiếp tục, xin mời cả nhà chúng ta xoa nóng hai tay lên. Tiếp theo, xin mời cả nhà chúng ta vuốt mũi 36 lần. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36. Được rồi, thôi. Tiếp tục, xin mời cả nhà chúng ta xoa nắm hai bàn tay lên. Tiếp theo, xin mời cả nhà chúng ta xoa tay. Lần thứ nhất. Tiếp tục, xin mời cả nhà chúng ta xoa nắm hai tay này. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Lần thứ tư. Lần thứ năm. Lần thứ sáu. Rồi, tiếp tục, xin mời cả nhà chúng ta xoa nắm hai tay lên. Tiếp theo, xin mời cả nhà chúng ta ngoái tay. Lần thứ nhất. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Lần thứ tư. Lần thứ năm. Lần thứ sáu. Rồi, tiếp tục, xin mời cả nhà chúng ta xoa nóng hai tay lên. Tiếp theo, xin mời cả nhà chúng ta vuốt tay 36 lần. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 23, 34, 35, 36. Vậy rồi, thôi. Tiếp tục, xin mời cả nhà chúng ta xoa nóng hai bàn tay lên. Tiếp theo, xin mời cả nhà chúng ta lấy hai bàn tay, mình vuốt hai bàn tay để làm mềm hai bàn tay của chúng ta nha cả nhà. Dạ rồi, thôi. Tiếp tục, xin mời cả nhà chúng ta xoa nóng hai bàn tay lên. Tiếp theo, xin mời cả nhà chúng ta vuốt cổ 12 cái. Lần thứ nhất. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tiếp tục xoa nóng hai tay lên. Lần thứ hai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tiếp tục xoa nóng hai tay lên. Lần thứ ba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lần thứ tư. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lần thứ năm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lần thứ sáu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Tiếp tục, xin mời cả nhà chúng ta xoa nóng hai bàn tay lên. Chúng ta lấy cái đầu ngón tay gõ nhẹ xung quanh khuôn hành từ trong ra ngoài, từ ngoài vô trong. Tiếp theo, xin mời cả nhà chúng ta lấy cái đầu ngón tay mình dây nhẹ xung quanh khuôn hành từ trong ra ngoài, từ ngoài vô trong. Dạ rồi, thôi. Tiếp theo, xin mời cả nhà chúng ta khô răng 200 cái. Đưa đầu lưỡi về phía sau để nước bọt được tiết ra. Xin mời cả nhà chúng ta bắt đầu. Dạ rồi, thôi. Tiếp theo, xin mời cả nhà chúng ta đảo lưỡi. Tiếp theo, xin mời cả nhà chúng ta đảo lưỡi. Tiếp tục, xin mời cả nhà chúng ta xúc nước bọt 36 lần. Rồi kêu làm ba vòng nút thẳng xuống bụng dưới. Dạ rồi, thôi. Tiếp theo, xin mời cả nhà chúng ta phối hợp mình xoa nóng hai bàn tay lên. Chúng ta hút ấm cho người nha cả nhà. Xin mời cả nhà chúng ta phối hợp mình hút hai cánh tay. Tiếp theo, xin mời cả nhà chúng ta hút vai.
Tiếp theo xin mời cả nhà chúng ta phút ngừng. Tiếp theo xin mời cả nhà chúng ta phút cùng. Và tiếp tục xin mời cả nhà mình phút lưng. Rồi, tiếp tục xin mời cả nhà chúng ta phút chân. Phối hợp chúng ta phút ấm hai chân lên nha cả nhà. Tiếp theo xin mời cả nhà chúng ta lấy hai ngón cái, mình sẽ massage hai lòng bàn chân. Được rồi, tiếp theo xin mời cả nhà chúng ta lấy hai bàn chân, mình giả sát lại với nhau, làm ấm hai lòng bàn chân lên. Dạ rồi, thôi. Tiếp theo, xin mời cả nhà chúng ta đứng lên. Dạ, xin mời cả nhà chúng ta đứng lên. Mình chuyển qua chúng ta phối hợp khởi động khớp nha cả nhà. Xin mời cả nhà chúng ta hai tay chống hông. Đầu tiên, mình gập cổ trước. Sau. Trái. Phải. Trước. Sau, trái, phải. Tiếp theo xin mời cả nhà chúng ta xoay cổ, đặt ấy ngay tại gân cơ vùng cổ, phối hợp với lại hơi thở, mình hít thở đều. Rồi đổi chiều xoay ngược lại. Được rồi, thôi. Tiếp theo, xin mời cả nhà chúng ta đang hai bàn tay lại với nhau, mình xoay cổ tay. Đặt ý ngay tại gân cơ khớp cổ tay. Rồi, đổi chiều, xoay ngược lại. Được rồi, thôi. Tiếp theo xin mời cả nhà chúng ta xoay khớp khuỷu tay, đặt ý ngay tại gân cơ khớp khuỷu tay, phối hợp với lại hơi thở, mình hít thở đều. Rồi đổi chiều xoay ngược lại, giữ đều nhịp thở nha cả nhà. Dạ rồi. Thôi. Tiếp theo, áp sát hai tay vô đùi. Rồi chúng ta phối hợp mình xoay khớp vai. Mở rộng vòng tròn khớp vai. Giữ đều nhịp thở. Hít thở đều. Được rồi, đổi chiều, xoay ngược lại. Dạ rồi, thôi. Tiếp theo, xin mời cả nhà chúng ta xoay cánh tay. Chúng ta mở rộng vòng tròn cánh tay. Phối hợp với lại hơi thở. Hít thở đều. Được rồi, đổi chiều, xoay ngược lại. Được rồi, thôi. Tiếp theo, xin mời cả nhà chúng ta hai tay chống hông. Mình xoay eo hông.
căng giãn phần gân cơ eo hông ra để cho eo hông của chúng ta nó được giãn ra. Rồi đổi chiều xoay ngược lại. Dạ rồi, thôi. Tiếp theo, xin mời cả nhà chúng ta nhấc một chân lên. Chúng ta nhấc một chân lên, mình xoay cổ chân nha cả nhà. Rồi, đổi chiều, xoay ngược lại. Rồi, đổi chân, tiếp tục xoay cổ chân. Rồi đổi chiều xoay ngược lại. Dạ rồi thôi, tiếp theo xin mời cả nhà chúng ta xếp sát hai chân lại với nhau, hai tay đặt lên hai đầu gối, mình sẽ khớp gối. Rồi, đổi chiều, xoay ngược lại. Rồi, thôi. Tiếp theo, xin mời cả nhà chúng ta tách rộng hai chân ra, xoay khớp gối rộng từ ngoài vô trong. Phối hợp mình hít thở đều nha cả nhà. Rồi đổi chiều xoay ngược lại, cả nhà tập rất tốt đó cả nhà. Dạ rồi thôi, tiếp theo xin mời cả nhà chúng ta nhấc một chân lên, mình xoay khớp háng, giữ thẳng chân trụ, siết nhẹ cơ bụng này. Được rồi, đổi chiều, xoay ngược lại. Rồi, đổi chân, tiếp tục xoay khớp háng. Rồi, đổi chiều, xoay ngược lại. Dạ rồi, thôi. Tiếp theo, xin mời cả nhà chúng ta tách rộng hai chân ra. Hai chân chúng ta đứng rộng bằng vai. Hai mũi chân song song hướng về phía trước. Chúng ta phối hợp mình xoay eo lườn nha cả nhà. Đan hai bàn tay lại với nhau, kéo dài lên. Rồi, nghiêng người qua bên trái. Nghiêng người qua bên phải. Thở hơi thở ra. Tiếp tục nghiêng qua trái. Kết hợp thở hơi thở ra. Nghiêng qua phải. Thở hơi thở ra. Rồi, xin mời cả nhà chúng ta chuẩn bị xoay eo lưng, cúi người xuống, bắt đầu kéo lên, hít vô, hạ xuống, thở ra, lên thì hít, xuống thì thở, lên thì hít, xuống thì thở, lên thì hít, xuống thở, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Rồi đổi chiều ngược lại, một, hai, ba, bốn, giữ đều nhịp thở, năm, sáu, kéo dài cánh tay lên, bảy, tám, chín, mười.
Xin mời cả nhà chúng ta đứng thẳng người lên, điều tiết lại nhịp thở, chậm rãi từ tốn, chúng ta hít hơi thở vô, rồi thông thả thoải mái, thở hơi thở ra. Được rồi, thôi, xin mời cả nhà chúng ta thả lỏng, thông thả từ tốn, hít hơi thở thiệt là sâu vô, rồi từ từ thoải mái, thở hơi thở ra. Tiếp theo, xin mời cả nhà chúng ta tách rộng hai chân ra, hai chân chúng ta đang đứng rộng nha cả nhà. Sau đó chúng ta hạ cái phần hông của mình xuống, hai tay chống hai đầu gối, đẩy nhẹ đầu gối về phía sau, phối hợp thẳng cái lưng lên. Phần ngực á, chúng ta hơi đẩy về phía trước để nó làm cho cái lưng của chúng ta là thẳng lên. Rồi đẩy đầu gối về phía sau, cảm nhận gần cơ khớp háng của chúng ta nó được giãn ra. Phối hợp vừa đẩy về phía sau là thở hơi thở ra, thả lỏng cơ thể. Rồi tiếp theo xin mời cả nhà chúng ta ép vai, đẩy cái vai của chúng ta qua một bên, mắt nhìn về phía sau và xoắn người. Rồi đổi bên, đổi bên, đổi bên, vậy rồi thôi, xin mời cả nhà chúng ta thẳng người lên, cả nhà tập rất tốt. Tiếp theo xin mời cả nhà chúng ta chuyển qua động tác bổ trợ, đầu tiên là động tác đòn bẩy. Đầu tiên xin mời cả nhà chúng ta phối hợp chân phải phía trước, chân trái phía sau, chuẩn bị chân nào đứng trước thì tay đó đặt lên phía trước, bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Được rồi, thôi, xin mời cả nhà chúng ta đổi chân, chân trái phía trước, chân phải phía sau. Chuẩn bị. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Dạ rồi, thôi. Tiếp theo, xin mời cả nhà chúng ta chuẩn bị tấm thảm, mình chuyển qua chúng ta phối hợp động tác lăn cơ lưng nha cả nhà. Xin mời cả nhà chuẩn bị giống như một tấm thảm. Chúng ta sẽ phối hợp lăn cơ lưng. Rồi, xin mời cả nhà chúng ta chuẩn bị. Mình lăn hai bên ha. Hai tay đặt trước ngực. Rồi, chuẩn bị. Bắt đầu. 1. Giữ đều nhịp thở. 2. 3. 4 5 6 7 8 9 10. Mười một. Mười hai.
giữ đều nhịp thở. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tiếp tục luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dạ rồi, thôi xin mời cả nhà chúng ta ngồi thẳng người lên, rồi phối hợp chúng ta đứng thẳng người lên luôn. Rồi trong khi chúng ta đứng lên, cả nhà chúng ta phối hợp lại hơi thở, thong thả từ tốn, hít hơi thở vô, rồi chậm rãi chúng ta thở hơi thở ra, điều tiết lại nhịp thở là nhịp tim của chúng ta nó cũng sẽ bắt đầu dần dần nó bình ổn trở lại. Rồi xin mời cả nhà chúng ta phối hợp mình xoay người nhẹ, giữ đều nhịp thở ha, chậm rãi từ tốn, hít hơi thở vô, rồi thong thả chúng ta thở hơi thở ra. Dạ rồi, thôi tiếp theo xin mời cả nhà chúng ta chuyển qua lộ trình của 12 động tác thay gân đổi cốt. Hôm nay xin mời cả nhà chúng ta sẽ phối hợp tập động tác số 12. Động tác số 12 hôm nay chúng ta sẽ phối hợp mình tập tốt hơn bình thường một chút nha cả nhà. Chúng ta sẽ giữ cái khoảng thời gian chúng ta giữ hơi thở lại đó, nó sẽ lâu hơn một chút. Dạ rồi, xin mời cả nhà chúng ta phối hợp mình cùng nhau mình ôn lại động tác số 12 trước. Xong rồi sau đó chúng ta sẽ phối hợp mình tập 49 lần động tác số 12 nha cả nhà. Động tác số 12 là một động tác giúp cho chúng ta có thể có một cái trạng thái nó gọi là sinh hóa lại toàn diện hệ thống dẫn khí trong cơ thể. Có nghĩa là khí trong cơ thể của chúng ta trong suốt xuyên suốt 12 động tác thay gân đổi cốt đó, nó sẽ hỗ trợ làm cho khí nó bắt đầu nó lưu thông trong cơ thể của chúng ta nó được thông suốt hơn, làm cho quá trình hơi thở của chúng ta nó sẽ được thông thả, nó thoải mái, nó nhẹ nhàng hơn. Thì động tác số 12 nó giống như là một cái giống như là kết bài của 12 động tác thay gân đổi cốt vậy đó. 11 động tác trước đó chúng ta phối hợp tập từng động tác, thì mỗi động tác nó giống như nó là một cái bài tập để nó tác động lên một nhóm đường ống dẫn khí riêng biệt trong cơ thể của chúng ta. Thì động tác số 12 nó giống như là chúng ta tổng kết lại, chúng ta tổng kết lại 11 động tác kia, chúng ta quy hồi lại lượng khí trong cơ thể, làm cho lượng khí trong cơ thể của chúng ta nó có một cái trạng thái nó gọi là sinh hóa, hay còn gọi là sinh mới lại lượng khí trong cơ thể. Thì động tác số 12 bắt đầu là chúng ta duỗi thẳng hai bàn tay ra, rồi các đầu ngón tay của chúng ta xếp sát lại với nhau, rồi mặt ngoài của bàn tay thì hướng vô trong đùi, rồi xong sau đó chúng ta phối hợp mình nhấc hai bàn tay lên, hai bàn tay nhấc lên ngang vai, ngang lên tới ngang vai chúng ta phối hợp vặn xoắn xoắn ngược hai lòng bàn tay lại để cho lòng bàn tay của chúng ta nó hướng lên trên trên trời. Rồi lúc này chúng ta đặt ý ngay tại 10 đầu ngón tay, mình ngưng lực tại 10 đầu ngón tay, phối hợp siết nén bụng dưới, giữ trong vòng 15 giây, đếm từ 1 đến 15. Rồi thôi là chúng ta xả động tác, đặt ý tại khí hải, xì hơi thở ra, rồi cuối cùng là thả lỏng cơ thể lên toàn diện. Để rồi động tác số 12 của chúng ta vậy thôi đó. Trọng điểm của động tác này đó là khi mà chúng ta bắt đầu nhấc lên á, thì mặt ngoài của bàn tay là phần mu bàn tay phía ngoài á, nó hướng vô trong đùi,
để cho khi mà chúng ta nhấc lên là lòng bàn tay của chúng ta nó hướng ra ngoài, hai mu bàn tay hướng vào nhau. Rồi khi mà lên tới ngang vai, chúng ta phối hợp mình xoắn hai lòng bàn tay lại, xoắn ngược lại, xoắn ngược hai lòng bàn tay lại để hai lòng bàn tay của chúng ta nửa hướng lên trời. Rồi ngưng lực tại 10 đầu ngón tay, phối hợp siết nén bụng dưới, giữ trong vòng 5 tới 10 giây. Rồi thôi, thả lỏng. Rồi vậy thôi đó, động tác số 12. Rồi xin mời cả nhà chúng ta phối hợp mình tập cùng với nhau động tác số 12. Chúng ta sẽ giữ lâu hơn chút nha, chúng ta sẽ giữ 15 giây. Còn ai đó mà chúng ta thả ra trước đó, thả lỏng ra trước hay là cả nhà thôi sớm hơn đó, thì cả nhà cứ phối hợp thông thả với lại nhịp thở của mình. Nhưng mà khi mà thôi xả ra đó thì cả nhà nhớ làm theo bốn cái bước cuối cùng đó. Đó là chúng ta xả động tác, đặt ý tại khí hải, xong sau đó xì hơi thở ra, rồi cuối cùng là thả lỏng cơ thể là toàn diện là xong. Thì cả nhà có thể phối hợp theo cái nhịp thở của mình. Còn nếu mà ai đó chúng ta đồng hành cùng với nhau, chúng ta giữ 15 giây luôn thì quá đẹp. Được ha? Rồi, xin mời cả nhà chúng ta chuẩn bị. Tư thế chuẩn bị, hai bàn chân song song, mũi chân hướng về phía trước. Thả lỏng cơ thể toàn diện. Thay gân đổi cốt, động tác số 12. Bắt đầu. Đưa hơi thở vô, mặt ngoài bàn tay hướng về trong đùi. Nhấc lên. Vặn xoắn. Ngưng lực tại 10 đầu ngón tay. Siết nén bụng dưới. Thôi xả động tác, đặt ý tại khí hải, xì hơi thở ra, rồi cuối cùng là thả lỏng cơ thể toàn diện, được ha? Còn ai đó mà chúng ta cứ thôi trước á, thôi trước 15 giây á, thì cả nhà cứ xả ra trước bình thường không sao, nhưng mà nhớ là làm theo bốn bước cuối cùng là ổn, là tốt. Tiếp theo lần thứ hai, bắt đầu mặt ngoài bàn tay hướng về trong đùi, nhấc lên, vặn xoắn, ngưng lực tại 10 đầu ngón tay, siết nén bụng dưới. Thôi. Ba, nhấc lên, vặn xoắn, ngưng lực tại 10 đầu ngón tay, siết nén bụng dưới. Thôi. Bốn, ngưng lực tại 10 đầu ngón tay, siết nén bụng dưới. Thôi. Năm, thôi. Sáu, vặn xoắn, ngưng lực tại 10 đầu ngón tay, siết nén bụng dưới.
Thôi xả động tác đặt ý tại khí hải, thì hơi thở, rồi thả lỏng cơ thể toàn diện. Bảy, bạn sống thôi, tám, tám, mặt ngoài bàn tay hướng về trong đùi, nhấc lên, vặn xoắn. Chín, mười, thôi, mười một, thôi, mười hai, thôi, mười ba, thôi, mười bốn,
Ôi. Mười lăm. Mặt ngoài bàn tay hướng vô trong đùi, nhấc lên, vặn sấn, ngưng lực tại mười đầu ngón tay, siết nén bụng dưới. Thôi, xả động tác, đặt ý tại khí hải, thì hơi thở, rồi thả lỏng cơ thể toàn diện. Tiếp theo, 16. Thôi. Mười bảy. Thôi. Thôi. Mười chín. Thôi. Hai mươi. Nhấc lên, vặn sẵn, ngưng lực tại mười đầu ngón tay, siết nén bụng dưới. Thôi. Hai mốt. Nhấc lên, vặn sấn, ngưng lực tại mười đầu ngón tay, siết nén bụng dưới. Thôi. Hai hai. Thôi. Hai ba.
24. Nhấc lên. Vặn sấn. Hai lăm. Thôi. Tiếp tục. 26. Thôi. Hai mươi. Thôi. 28. Mặt ngoài bàn tay hướng cho trọng đùi, nhấc lên, vặn sấn, ngưng lực tại 10 đầu ngón tay, siết nén vùng dưới. Thôi. 29. Thôi. 30. Nhấc lên. Vặn sống. Ngưng lực tại 10 đầu ngón tay. Siết nén vùng dưới. Thôi. 31. Thôi. 32. Thôi. 33.
Thôi. Cả nhà đọc rất tốt đó cả nhà. Xin mời cả nhà chúng ta tiếp tục. Ba bốn. Đưa hơi thở vô. Nhấc lên. Vặn xoắn. Ngưng lực tại 10 đầu ngón tay. Siết nén bụng dưới. Thôi. Ba lăm. Thôi. Ba sáu. Thôi. Bảy. Thôi. Tám. Thôi. Ba chín. Thôi. Bốn mươi. Thôi. Mốt. Thôi. Bốn hai. Nhấc lên. Vặn xoắn. Ngưng lực tại 10 đầu ngón tay. Siết nén bụng dưới.
bốn ba thôi bốn bốn Thôi. Lăm. Thôi. Bốn sáu thôi bốn bảy thôi bốn tám thôi bốn chín Ôi. Rồi. Thôi, xin mời cả nhà chúng ta thả lỏng. Chậm rãi từ tốn hít hơi thở vô. Thông thả thoải mái chúng ta thở hơi thở ra. Xin mời cả nhà chúng ta phối hợp mình xoay người. Điều tiết lại nhịp thở. Thông thả thoải mái hít hơi thở vô. Từ từ chậm rãi thở hơi thở ra, ưu tiên hít thở bằng mũi nha cả nhà, hít vô rồi phối hợp thở ra. Rồi xin mời cả nhà chúng ta phối hợp xoay người, cả nhà tập rất tốt đó cả nhà. Có ai cảm nhận khi mà chúng ta vừa mới xả khí ra hết, thả lỏng hết cơ thể, cảm nhận người chúng ta nó nhẹ lại mà nó mát lại luôn không? Có ai có cảm nhận cái đó không? Cho nhân xin thấy nút like. À, dạ rồi, quá tốt. Ngon. Rồi, xin mời cả nhà chúng ta thả lỏng. Có thể ơi. Chậm rãi, hít hơi thở vô. Rồi, thông thả, thở hơi thở ra. Xin mời cả nhà chúng ta phối hợp mình xoay người.
Động tác này hình như là nó làm người mình nhẹ nhàng hơn đúng không thầy? Thấy cảm giác nhẹ nhàng quá. Dạ, thiệt ra đó, động tác nào chúng ta, động tác trong 12 động tác thay gân đổi cốt đó, động tác nào nó cũng hỗ trợ cho chúng ta thông suốt về khí. Khi mà cơ thể thông suốt về khí thì khí nó ở trong cơ thể nó giữ được, nhưng mà đồng thời nó cũng thông ra được tốt. Thì cả nhà hình dung cái thể khí ấy, mà cái quả bong bóng á, mà chúng ta bơm khí vô xong rồi nó thông khí ra, bơm khí vô xong rồi xả khí ra, nó liên tục như vậy đó, thì cái trạng thái của cái quả bong bóng nó sẽ cảm nhận nó nhẹ nhàng lắm. Thì cơ thể của mình nó cũng vậy đó. Khi mà chúng ta cần đưa hơi thở vô vận khí, cơ thể chúng ta nó có sức mạnh lên, nhưng mà khi mà thôi thả lỏng thì khi mà khí bên trong nó thoát ra bên ngoài thì cái khí là nó thuộc tính dương mà, nên là nó làm cho cơ thể chúng ta ấm nóng. Nhờ xong sau đó khi mà chúng ta xả khí ra ngoài hết, cơ thể chúng ta nó nguội lại, nó trở nên mát mẻ, thì cái trạng thái đó là trạng thái chúng ta thông suốt về khí đó. À tôi em thì là thấy người bây giờ mát, sờ mát lạnh á, Dạ nhưng lúc không, nãy thì nóng, lúc nãy thì nóng á đúng không ạ? tốt, vậy là tập tốt rồi đó. Tại vì quá trình chúng ta tập khí á, chúng ta tập càng lâu á, chúng ta tập càng lâu thì quá trình khí nó sẽ càng thông suốt hơn. Nhưng mà giai đoạn này nè là một giai đoạn rất là quan trọng, là cả nhà chúng ta dành chút thời gian chúng ta thả lỏng cơ thể ra để cho khí nó bắt đầu nó xả ra ngoài. Tại vì có một số người họ vận khí mà họ tập họ hào hứng á, họ thích tập á, xong rồi cái họ vận khí hoài, khí nó cứ dồn nén cho khí nó tích tụ trong cơ thể hoài đó, dần dần qua thời gian khí nó vượng lên làm cho con người ta bị nóng nóng tính. Nhưng mà bây giờ chúng ta biết rồi, chúng ta biết được lợi điểm của khí rồi, rồi chúng ta cũng biết được là nếu mà nó dương quá đó, thì nó làm cho con người ta nóng lên, nên là khi mà chúng ta bơm khí vô xong rồi sau đó chúng ta dành thời gian chúng ta xả khí ra là để cho cơ thể của chúng ta nó quân bình trở lại, nó cân bằng trở lại, là lúc đó chúng ta càng tập cái đầu óc chúng ta càng nhẹ nhàng, càng tập cái đầu óc chúng ta càng điềm tĩnh, thì cái đó là mới là chính xác là tập khí đó. Còn ai đó mà tập khí mà vừa tập xong rồi cảm giác hơi nóng giận chút xíu á, hay cảm thấy nóng á, thì chúng ta phối hợp điềm tĩnh lại chút xíu, mình thả xả khí ra là nó ngon. Cả nhà tập rất tốt đó, rồi là khoảng thời gian tập khoảng 40 phút, 40 phút mà chúng ta vận khí lực liên tục như vậy mà ai đó mà không chán á. Tại có một số người á, cái ý chưa có rèn luyện cái ý quen á, nên là tập chút xíu cái nó bị chán á. Còn ai đó tập xuyên suốt từ nãy giờ mà không có chán đó, là rất tốt á. Vâng. Thì đây nó làm cái thiền rất là sâu ấy thầy. Em Dạ. cảm giác cái chu kỳ mình hít hơi vào, mình đưa tay ra, mình ngưng lực ở tay, xong mình tí nữa mình thu khí về, thở ra, nó là một cái quy trình của thiền ấy. Thì Dạ. em thấy bên trong rất là an lạc ấy thầy. Dạ. Thì thiền á cũng là ứng dụng hơi thở, thay gân đổi cốt cũng là ứng dụng hơi thở, nhưng mà chúng ta tách biệt ra. Thay gân đổi cốt là môn để chúng ta rèn luyện về thể chất, có thể là nó có một số cái tương đồng á, nhưng mà giai đoạn mà chúng ta tập luyện mình đừng ráp nó với nhau. Rồi xong rồi khi nào mà thiền á thì cho là chúng ta thiền riêng, thì có thể thiền hơi thở hay là thiền để cho thanh tịnh trong nội tâm gì đó, thì cái đó chúng ta tính sau. Nhưng mà chúng ta nhận biết được điểm tương đồng xong rồi thôi, chứ mình đừng gắn hai cái nhau, tại vì thay gân đổi ta đáp vô thiền cái nó không có đạt được hiệu quả tối đa của thay gân đổi cốt. Dạ Cảm vậy đó, nhưng mà nắm bắt được trọng điểm vậy là tập rất tốt rồi đó. Dạ rồi, cả nhà giúp đỡ Nhân, ai đó mà nãy giờ chúng ta tập mà có tuôn mồ hôi ra nhiều á, cả nhà giúp đỡ Nhân lấy khăn mình lau khô người lại ngay lập tức, xong rồi quần áo mà chúng ta có ướt mồ hôi chúng ta thay khô lại quần áo liền ngay lập tức luôn. Xong rồi sau đó chúng ta nghỉ ngơi khoảng chừng 5-10 phút gì đó, cho cơ thể chúng ta nó nguội trở lại, cho cơ thể nó bình ổn trở lại, là chúng ta có thể sinh hoạt được bình thường. Vậy rồi, vậy thôi, Nhân em xin phép nay chúng ta tới đây thôi. Biết ơn cả nhà đã dành thời gian chúng ta giao lưu với lại tập luyện cùng với nhau buổi trưa ngày hôm nay. Biết ơn cả nhà. cảm ơn thầy, nha thầy chào thầy, chào cả nhà. cảm ơn.